Thân chào các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Trước khi các em bước vào tìm hiểu bài học mới, thì cô sẽ cùng các em nhắc lại một số kiến thức cũ của học kỳ 1. Các em hãy quan sát vào lược đồ các châu lục trên thế giới và trả lời các câu hỏi sau. Trên thế giới có bao nhiêu châu lục và bao nhiêu lục địa? Quan sát vào lược đồ thì các em có thể trả lời được trên thế giới gồm có 6 châu lục, đó là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Nam Cực. Cùng với đó thì trên thế giới cũng sẽ có 6 lục địa, đó là lục địa Á Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mỹ, lục địa Nam Mỹ, lục địa Australia và lục địa Nam Cực. Các em cũng sẽ tiếp tục quan sát vào lược đồ và xác định trên lược đồ châu lục nào có 2 lục địa và đó là lục địa nào. Châu lục có 2 lục địa, đó là châu Mỹ và lục địa đó là lục địa Bắc Mỹ và lục địa Nam Mỹ. Như vậy thì ở học kỳ 1, cô cùng các em đã tìm hiểu xong về một châu lục lớn thứ 3 trên thế giới và một châu lục có nhiều quốc gia kém phát triển nhất thế giới, đó là châu Phi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một châu lục rộng lớn thứ 2 trên thế giới. Lục địa này nằm trải dài ở cả hai bán cầu. Và tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu bài đầu tiên trong học kỳ 2. Tiết 37, bài 35, khái quát châu Mỹ. Ở bài 35, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, một lãnh thổ rộng lớn. Và nội dung thứ hai, vùng đất của dân nhập cư, thành phần chủng tộc đa dạng. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu phần 1, một lãnh thổ rộng lớn. Các em hãy quan sát vào bảng diện tích các châu lục trên thế giới, gồm có châu Phi, châu Mỹ, châu Nam Cực, châu Đại Dương, châu Âu và châu Á. Cùng với đó là diện tích của các châu lục. Và các em hãy cho biết châu Mỹ có diện tích là bao nhiêu và hãy so sánh với diện tích của các châu lục khác. Quan sát vào bảng diện tích các châu lục trên thế giới, các em cũng có thể trả lời được châu Mỹ có diện tích là 42 triệu km vuông và là châu lục lớn thứ hai trên thế giới sau châu Á. Như vậy ở đây ta trả lời được châu Mỹ có diện tích là 42 triệu km vuông, lớn thứ hai trên thế giới sau châu Á. Các em sẽ đọc sách giáo khoa và quan sát vào lược đồ hình 35.1, lược đồ tự nhiên châu Mỹ và xác định vị trí, giới hạn của châu Mỹ. Các em sẽ quan sát lên trên màn hình, cô sẽ xác định vị trí của châu Mỹ. Như vậy các em quan sát lên trên màn hình thì đường màu đen đó là vị trí của châu Mỹ. Vậy thì giới hạn của châu Mỹ như thế nào? Các điểm cực của châu Mỹ nằm ở đâu? Về điểm cực Bắc thì điểm cực Bắc của châu Mỹ nằm ở vĩ độ 71 độ 59 phút Bắc, không kể các đảo và nó nằm ở mũi Murchison của Canada. Điểm cực Nam nằm ở vĩ độ 53 độ 54 phút Nam, nằm ở mũi Freyes của Chile. Điểm cực Tây nằm ở kinh độ 168 độ 04 phút Tây, nằm ở mũi Prinser của Hoa Kỳ. Và điểm cực Đông nằm ở kinh độ 34 độ 50 phút Tây ở mũi Branco của Brazil. Như vậy thì châu Mỹ nằm trải dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam. Tiếp theo Ken sẽ trả lời câu hỏi, như vậy thì châu Mỹ nằm ở nửa cầu nào? Châu Mỹ nằm ở nửa cầu Tây.
Kem sẽ tiếp tục quan sát vào lược đồ và trả lời câu hỏi tại sao nói châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây. Kem sẽ quan sát lên trên màn hình, tính từ đường kinh tuyến 20 độ Tây đi về phía bên trái đến kinh tuyến 179 độ Tây thì được gọi là nửa cầu Tây, và từ đường kinh tuyến 20 độ Tây đi về phía bên phải đến đường kinh tuyến 179 độ Đông thì được gọi là nửa cầu Đông. Kem sẽ quan sát lên trên màn hình hai nửa cầu là nửa cầu Tây và nửa cầu Đông, thì Kem thấy là châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây, vì châu Mỹ nằm từ 34 độ 50 phút Tây đến 168 độ 04 phút Tây. Kem sẽ quan sát vào lược đồ và xác định vị trí của các đường xích đạo, đường chí tuyến Bắc, đường chí tuyến Nam, vòng cực Bắc và vòng cực Nam. Đây là vị trí của đường xích đạo, đường chí tuyến Bắc, đường chí tuyến Nam, vòng cực Bắc và vòng cực Nam. Như vậy thì từ đây Kem thấy được là vị trí lãnh thổ của châu Mỹ so với các châu lục khác có điểm gì khác nhau cơ bản. Ta thấy là lãnh thổ châu Mỹ trải dài gần 139 vĩ độ, kể cả các đảo, nên châu Mỹ có đầy đủ các đới tự nhiên thuộc ba vành đai nhiệt trên bề mặt địa cầu. Châu Mỹ là châu lục gồm có hai lục địa. Lục địa Bắc Mỹ có diện tích là 24,2 triệu km vuông. Lục địa Nam Mỹ có diện tích là 17,8 triệu km vuông. Nơi hẹp nhất của châu Mỹ là eo đất Panama. Và eo đất Panama cũng là nơi nối liền hai lục địa Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Kem sẽ đọc sách giáo khoa và quan sát vào lược đồ hình 35.1 cho biết châu Mỹ tiếp giáp với những đại dương nào. Quan sát vào lược đồ, Kem có thể thấy được châu Mỹ tiếp giáp với ba đại dương. Ở phía đông, châu Mỹ tiếp giáp với Đại Tây Dương, ở phía Tây giáp với Thái Bình Dương và ở phía Bắc giáp với Bắc Băng Dương. Do vị trí nằm tách biệt ở nửa cầu Tây, được các đại dương lớn bao bọc nên đến thế kỷ 15 thì người châu Âu mới biết đến châu Mỹ. Kem sẽ quan sát vào hai lược đồ tự nhiên của châu Mỹ và châu Phi, kết hợp với những kiến thức đã học. Kem hãy so sánh vị trí của châu Mỹ và châu Phi có điểm gì giống và khác nhau. Về điểm giống nhau, thì châu Mỹ và châu Phi đều đối xứng nhau qua đường xích đạo và có đường chí tuyến đi ngang qua lãnh thổ. Về điểm khác nhau, thì lãnh thổ của châu Mỹ trải dài hơn về phía hai cực và các đường chí tuyến đi qua phần hẹp của lãnh thổ. Còn châu Phi thì hai đường chí tuyến đi qua phần mở rộng của lãnh thổ. Chính vì vậy mà thiên nhiên của châu Mỹ ôn hòa và phong phú hơn thiên nhiên của châu Phi rất nhiều. Kem cũng sẽ quan sát vào lược đồ hình 35.1 và trả lời các câu hỏi bên dưới. Châu Mỹ có kênh đào nổi tiếng nào? Châu Mỹ có kênh đào nổi tiếng đó là kênh đào Panama. Và kênh đào đó nằm ở quốc gia nào? Kênh đào Panama nằm ở quốc gia Panama. Và các em hãy xác định vị trí của kênh đào Panama trên lược đồ. Quan sát vào lược đồ thì Kem có thể xác định được đây là vị trí của kênh đào Panama. Như vậy thì kênh đào Panama
có ý nghĩa như thế nào đối với châu Mỹ, thì các em sẽ cùng quan sát lên trên màn hình. Trước đây, khi chưa có kênh đào Panama, thì tàu thuyền muốn mua bán trao đổi hàng hóa giữa bờ Đông và bờ Tây của lục địa, phải vòng qua điểm cực Nam của Nam Mỹ. Như khi tàu thuyền muốn đi từ La Habana của Cuba sang San Francisco của Hoa Kỳ, thì phải đi một đoạn đường rất dài và tốn rất nhiều chi phí. Từ khi kênh đào Panama được khởi công và đưa vào hoạt động, thì tàu thuyền có thể rút ngắn được thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải và tạo thành một hệ thống giao thông đường thủy có vai trò lớn lao về kinh tế và quân sự. Kênh đào Panama được tiến hành đào trong 35 năm tại eo đất Panama, nơi hiệp nhất châu Mỹ dưới 50 km, và là tuyến đường thủy nhân tạo dài 77 km, kết nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, được Hoa Kỳ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1914, là một trong những kỳ quan tuyệt diệu nhất do bàn tay con người tạo ra trên trái đất. Kênh đào Panama ra đời đã thay đổi diện mạo thương mại của thế giới. Cô cùng các em sẽ bước sang tìm hiểu phần 2, vùng đất của dân nhập cư, thành phần chủng tộc đa dạng. Các em sẽ đọc sách giáo khoa trang 109 và trả lời các câu hỏi sau. Cho biết ai là người tìm ra châu Mỹ? Trước đó, chủ nhân của châu Mỹ là những tộc người nào và nguồn gốc của các tộc người đó? Đầu tiên là ai là người đã tìm ra châu Mỹ? Thì châu Mỹ còn được gọi là Tân Thế Giới khi các nhà thám hiểm châu Âu khám phá ra lục địa này vào cuối thế kỷ 15, vào tháng 10 năm 1492, điển hình là Christopher Columbus. Tuy Columbus thường được xem như người đầu tiên khám phá ra Bắc Mỹ, thực sự thì châu lục này đã có rất nhiều người bản xứ sinh sống trước khi Columbus đặt chân đến đây. Christopher Columbus sinh năm 1451 và mất năm 1506. Như vậy thì trước đó chủ nhân của châu Mỹ là tộc người nào và nguồn gốc của các tộc người đó là ở đâu? Trước đó thì châu Mỹ đã có người Indian, phiên âm từ tiếng Anh Indian, và người Eskimo sinh sống. Họ thuộc chủng tộc Mongoloid từ châu Á di cư sang. Nhiều năm sau chuyến đi của Columbus, thì người châu Âu bắt đầu nhận ra rằng nơi này không nối liền với mảnh đất của họ, và sau này một nhà hàng hải là Amerigo Vespucci đã phát hiện ra đây là một châu lục mới, và châu này được đặt theo tên của ông là America, tức là châu Mỹ. Các em sẽ dựa vào nội dung trong sách giáo khoa trang 111 và cho biết những nét cơ bản về người Andean. Người Andean thì phân bố khắp châu Mỹ và sống bằng nghề săn bắn và trồng trọt. Đó là các tộc người Maya, Aztec ở Trung Mỹ và Inca ở Nam Mỹ. Họ biết luyện kim, có nghề trồng trọt phát triển, có kỹ thuật xây dựng và đã từng lập nên những quốc gia hùng mạnh. Họ có các nền văn minh Maya, Aztec và Inca rực rỡ. Các em sẽ cùng quan sát một số hình ảnh về người Andean phân bố trên khắp châu Mỹ. Nền văn minh Inca, Aztec và Maya. Thần mặt trời của người Aztec. Thành phố cổ Machu Picchu thời Inca và kim tự tháp của nền văn hóa Maya. Các em sẽ dựa vào nội dung trong sách giáo khoa trang 111 và cho biết người Eskimo cư trú ở đâu và họ sống bằng nghề gì. Người Eskimo sống ở vùng Bắc Băng Dương và họ sống bằng nghề săn bắt thú và đánh cá.
Eskimo là tên gọi khác của tộc người Inupiat hay Yupik, sống ở những vùng đất quanh năm băng giá như Alaska, Mỹ, Canada, Greenland. Người Eskimo ở Canada và Greenland được gọi là người Inuit. Người Eskimo được coi là những người chịu lạnh giỏi nhất thế giới, khi có thể sinh tồn ở nhiệt độ thấp âm 30 đến âm 40 độ C. Để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt, thì họ xây dựng lều lốc lô, dáng tròn, làm từ những khối băng nén chặt. Kim sẽ đọc sách giáo khoa và quan sát vào lượt đồ hình 35.2 và xác định các luồng nhập cư vào châu Mỹ. Kim sẽ quan sát vào bản chú thích và xác định các luồng nhập cư vào châu Mỹ. Mũi tên màu đỏ là chủng tộc Mongoloid cổ. Chủng tộc Mongoloid cổ di dân đến châu Mỹ từ thời tiền sử và họ chia thành người Eskimo ở vùng cực bắc châu Mỹ và người Anh điên phân bố trên khắp lãnh thổ châu Mỹ. Mũi tên màu xanh là người Anh, Pháp, Italia và Đức. Mũi tên màu đen là người Tây Ban Nha. Mũi tên màu tím là người Bồ Đào Nha. Và mũi tên màu nâu đó là chủng tộc Negroid. Trào lưu di dân từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20. Từ châu Âu là người Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Và từ châu Phi là người da đen thuộc chủng tộc Negroid bị bắt đưa sang làm nô lệ. Kem hãy đọc nội dung trong sách giáo khoa và cho biết người da trắng đã gây những tội ác nào tại châu Mỹ. Thực dân da trắng ồ ạt di cư sang châu Mỹ đã ra sức cướp bóc, khai thác tài nguyên và đất đai màu mỡ. Họ lập đồn điền, tiêu diệt người Anh điên, đuổi họ về phía Tây, nơi có địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt. Người da đen thì bị cưỡng bức bỏ quê hương sang châu Mỹ làm nô lệ. Phục vụ mục đích của người da trắng, họ bị đối xử tồi tệ và phải lao động rất cực nhọc trong các nhà máy, đồn điền. Như vậy thì quá trình chung sống của các chủng tộc đã dẫn đến những hệ quả gì? Và các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào tới sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mỹ? Trong quá trình chung sống thì các chủng tộc đã hòa huyết và tạo nên thành phần người Lai. Và các luồng nhập cư đã tạo nên thành phần chủng tộc đa dạng ở châu Mỹ. Như vậy thì tại sao lại có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mỹ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mỹ? Kem sẽ quan sát vào lượt đồ hình 35.2. Ở khu vực Bắc Mỹ thì Kem thấy là mũi tên màu xanh mà di cư vào. Mũi tên màu xanh là người Anh, Pháp, Italia và người Đức. Như vậy thì ở khu vực Bắc Mỹ thì hai nước Hoa Kỳ và Canada là con cháu của người châu Âu từ Anh, Pháp, Italia, Đức di cư sang từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Tiếng nói chính của họ là tiếng Anh, phong tục tập quán thì chịu ảnh hưởng của người Anh mà tổ tiên của họ là người Anglo-Saxon. Còn ở khu vực Nam Mỹ thì các em thấy là mũi tên màu đen và màu tím di cư vào. Như vậy thì dân cư ở Trung và Nam Mỹ là con cháu của người châu Âu, từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha di cư sang. Tiếng nói chính của họ là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ Latin. Đây sẽ là nội dung ghi bài của bài 35, Khái quát châu Mỹ. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Ở phần hướng dẫn về nhà, Kem sẽ hoàn thành nội dung ghi bài vào vở, làm hai câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa trang 112 vào trong vở, và xem trước bài 36, Thiên nhiên Bắc Mỹ.